Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Tụ Phật Bồ Tát. Đại Bi Hội Tụ Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Tụ Phật Bồ Tát. Chư Phật Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đại Bi. Nam mô Bát Ra Các Ngài. Nam mô A Di Đà Bà La Phú Thế Chú Phật Đại Gia Bồ Tát Các Bảo Bà Gia Ma Ha Tát Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia Các Bà Lạc Diệt Sầu Đất Na Đất Phở. Nam mô Tất Thiết Phật Đỏ Y Mông A Di Đà Bà La Phú Thế Thất Phật Ca Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cần Trì Hay Đi Ma Ha Mình Đã Sa Mấy Thất Bà Tha Đầu Du Bà A Thầy Dân Thất Bà Thất Nam Ma Bà Gia Mắc Thất Đà Đô Đất Địa Tha Thăng Nga Bà Lô Hay Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hay Đi Ma Ha Bồ Đề Thất Đỏ Thất Bà Thất Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hay Ma Hay Đi Đại Dân Công Lô Cô Lô Chúng Mông Đồ Lô Đồ Lô Phật Gia Gia Đế Ma Ha Bạc Gia Gia Đế Đà Ra Đà Ra Đề 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 Thất Bà Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Phật Ma Ra Một Đế Lại Di Hay Hay Thất Na Thất Na Ra Sa Mông Đà Sa Lô Đà Lô Sa Mông Đà Sa Gia Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hay Đi Ta Ra Ta Ra Thất Đề Thất Đề Tố Rô Tố Rô Bồ Đề Gia Bồ Đề Gia Bồ Đề Gia Bồ Đề Gia Chí Đế Đề Gia Na Ra Cần Kỳ Đề Đề Sắc Mi Na Ba Gia Ma Na Ta Bà Ha Thất Đà Gia Ta Bà Ha Thất Đà Du Ngài Thất Bà Ra Gia Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Tất Ta Căng A Mục Phi Gia Ta Bà Ha Ta Bà Ma Thất Đà Gia Ta Bà Ha Gia Chí Gia Thất Đà Gia Ta Bà Ha Ba Đà Ma Y Thất Đà Gia Ta Bà Ha Nam Mô Thất Ra Na Ra Ra Gia Gia Nam Mô A Di Đà Bà Lô Cứ Đế Thất Bà Ra Gia Ta Bà Ha Thất Điện Đô Ma Ra Ra Bà Đà Gia Ta Bà Ha Hán tất điện đô mạng đa ra bằng đại dạ ta và hán tất điện đô mạng đa ra bằng đại dạ ta và hán tất điện đô mạng đa ra bằng đại dạ ta và hán tất điện đô mạng đa ra bằng đại dạ ta và hán tất điện đô mạng đa ra bằng đại dạ ta và hán tất điện đô mạng đa ra bằng đại dạ ta và hán tất điện đô mạng đa ra bằng đại dạ ta và hán tất điện đô mạng đa ra bằng đại dạ ta và hán tất điện đô mạng đa ra bằng đại dạ ta và hán tất điện đô mạng đa ra bằng đại dạ ta và hán tất điện đô mạng đa ra bằng đại dạ ta và hán tất Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Còn pháp danh nguyên dụ pháp tự giác tại hôm nay với lòng thành kính về miếu thành tâm thắp nén tâm hương về xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đèn thờ cho xét xin ban phước lành đến cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con thân tâm thường an lạc gia đạo được bình an làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chào tất cả bà con cô bác anh chị em xem kênh phần thảo giải trí cũng như xem kênh giác lợi vlog hôm nay đủ phước đức duyên lành giác lợi về miếu giác lợi thỉnh dầu về miếu để cùng sự tam bảo châm dầu đốt đèn đốt hương để bài phụ có châm dùm hàng ngày giác lợi thành tâm giác lợi xin cái lộc cho bà con ha. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đây ngày giấc lợi thỉnh dầu thỉnh dầu đi cũng sự tam bảo rất miếu ngày giấc lợi nguyện xin cái lộc cho bà con ha. Ngày giấc lợi xin cái lộc cho bà con cô bác anh chị em nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Phật Bà, Đức Thánh Mẫu, năm mẹ ngũ hành. Con thành tâm nguyện niệm một tấm Bát Nhã Tâm Kinh, nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, năm mẹ ngũ hành đại trời soi xét, xin ban phước lành đến cho con pháp danh nguyên dụ pháp tự giác lợi có cái duyên, xin lộc hàng ngày dự dị trúng ngày trúng giờ để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thọ Diệu Kiến Ngụ Quẩn Gia Thông Độ Nhất Thiết Cổ Ách Sa Lợi Tử Sắc Bất Thị Thông Công Bất Thị Sắc Sắc Tức Thị Thông Công Tức Thị Sắc Thọ Tượng Hành Thức Diệt Cục Thiên Thị Sa Lợi Tử Thị Chư Pháp Công Tướng Bất Sanh Bất Diệt Bất Cấu Bất Tịnh Bất Tăng Bất Giảm Thị Cố Công Trung Vô Sắc Thọ Tượng Hành Thức Vô Nhận Nhị Tỷ Thiệt Thần Ý Vô Sắc Thanh Hương Dị Xuất Pháp Vô Nhận Giới Này Chí Vô Ý Thức Giới Vô Vô Minh Diệt Vô Minh Tận Này Chí Vô Lậu Tử Diệt Vô Lậu Tử Tận Vô Phổ Tập Diệt Đạo Vô trí diệt vô đắc chỉ vô sợ đắc cố bồ đề đắc đỏ y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quay ngại cố vô hữu cũng bố diễn ly liên đạo mộng tượng của cánh niết bàn tâm thấy chư phật y bát nhã ba la mật đa cố đà hà nội đa la tam bồ tát bồ đề thủ ti bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đẳng đẳng chú năng trợ diệt thế cổ ách chân thiện phật thư cố thiết bát nhã ba la mật đa chú thiết thiết chú diệt ít đế
Bà la yết đê bà la tăng yết đê bồ đề tát bà hà yết đê đê bà la yết đê bà la tăng yết đê bồ đề tát bà hà yết đê đê bà la yết đê bà la tăng yết đê bồ đề tát bà hà yết đê đê bà la yết đê bà la tăng yết đê bồ đề tát bà hà nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa địa già tha a di đi đô bà tỳ a di đi đa tất đam bà tỳ a di đi đa tỳ ca lăng đấy a di đi đa tỳ ca lăng đa già a di này già già na chi đa ca lợi ta bà hà nam mô a di đà bà già đa tha già đa địa già tha a di đi đô bà tỳ a di đi đa tất đam bà tỳ a di đi đa tỳ ca lăng đấy a di đi đa tỳ ca lăng đa và di đề và già na chí đa ca lợi ta và ha nam mô a di đà và già đa ta và đa già đa đi và ta di đô và tỳ và di đi đa tất đam và tỳ a di đi đa thì ca lăng đấy a di đi đa thì ca lăng đa và di đề và già na chí đa ca lợi ta và ha nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật con phát danh nguyên vũ pháp tự giác lợi cúi đầu đảnh lễ đức thánh mẫu đức phật bà năm mẹ ngũ hành miếu bà cải trâm xin từ bi gia hộ ban cái phước cái lạc cho bà con cô bác trên kênh của con ngày thứ tư ngày 28 tháng 8 dương lịch năm 2024 ban cho một thầy sâm cầu được cái tài cái lộc về trùng khớp trúng ngày trúng giờ để bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc may mắn ngày thứ tư. Miền Nam có Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đêm có miền Bắc, miền Trung. Con cúi đầu đảnh lễ xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi xét xin ban đặng cho một thầy sâm tốt, một thầy sâm cầu được cái tài cái lộc về trúng ngày trúng giờ để bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc ngày thứ tư. Cả ba miền, miền Nam, miền Trung, miền Bắc xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, năm mẹ ngũ hành đèn trời soi xét xin độ ban cho. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, số thầy sâm dương, số thầy sâm dương. Đây là số thầy sâm dương. Con cũng quay vào trong con trình lễ. Con xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, năm mẹ ngũ hành, xin đèn trời soi xét, xin độ cho số thầy sâm này có cái lộc về trúng ngày trúng giờ. Để cho bà con cô bác trên kênh của con mua tờ vé số mua theo số thẻ sâm cầu được cái lộc may mắn ngày thứ tư ngày 28 tháng 8 dương lịch năm 2024. Cúi xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà đèn trời soi xét nam mô A Di Đà Phật. Con xin để vào trong bát hương. Con xin bà điểm chỉ bà độ ban cho số thẻ sâm này cầu được cái lộc lớn về trúng ngày trúng giờ cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Con thành tâm xin đón nhận số thẻ sâm và con cũng xin để vào trong bát hương xin bà điểm chỉ bà độ ban cho con. Cho con được xin chư thần, chư thánh, chư vị thần linh thêm một thẻ sâm để cho bà con, cô bác trên kênh của con có thêm một con số để lựa chọn. Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, hàng ngũ hành từ bi gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật, con cũng cúi xin ông bà, chư thần, chư thánh, chư vị thần linh, ông bà, bên gia, bên tướng của bà, ông bà, sơn thần thủ địa, ông bà ta, hai bên tà hữu miếu bà. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay với lòng thành kính, con thỉnh dầu lưu ly về miếu phụng sự Tam Bảo. Con cũng xin đèn trời soi xét, xin chư thần, chư thánh, chư vị thần linh, ông bà sơn thần thủ địa, ông bà binh gia binh tướng của bà đèn trời soi xét, xin điểm chỉ cho một thuốc thầy sâm, một thuốc thầy sâm may mắn cầu được cái lộc ngày thứ tư ngày 28 tháng 8 dương lịch năm 2024 trùng khớp với Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đừng có miền Bắc miền Trung, để cho bà con cô bác trên kênh của con mua tặng vật số cầu cái lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Hai cây quá cả, hai cây. Con xin một thẻ thôi không? Con xin một thẻ thôi, nhiều quá bà con không biết đường mua không chưa đặt. Số thẻ xong. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là số thẻ xong. Con cũng quay vào trong con trình lễ. Con xin ông bà, chư thần, chư thánh, chư vị thần linh độ cho số thầy sâm này có cái lộc lớn về trúng ngày trúng giờ để bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc ngày thứ tư ngày 28 tháng 8 dương lịch năm 2024 và xin ông bà độ cho về trước ngày hôm nay để bà con cô bác ai cũng được hưởng cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cúi xin ông bà, chư thần, chư thánh, chư vị thần linh đèn trời soi xét. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con thành tâm đón nhận số thầy sâm là số 86. Số thẻ sâm là 86 sâm úp ha bà con ha. Số thẻ sâm này là số sâm 86 sâm úp ha. Sâm úp nha bà con cô bác anh chị em chúng ta lưu ý ha. Sâm thì có âm có dương ha. Hôm nay sâm úp ha. Nãy dắt lại xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà năm mẹ ngũ hành ở miếu bà thì được cái số thẻ sâm sâm dương để dắt lại đón nhận cho bà con ha. Số thẻ sâm 86 486 hoặc là 686 gì đó bà con tùy bà con ha. 86 686 đây là 668 cũng được nha. Mô A Di Đà Phật. Con thành tâm cúi đầu đảnh lễ xin ông bà độ cho số thẻ sâm này cầu được cái lộc lớn để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc. Mô A Di Đà Phật. Là con đón nhận số thẻ sâm. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng cúi đầu đảnh lễ xin bà thương bà độ cho
con vừa sinh và phía sau miếu ông bà chư thần chư thánh chư vị thần linh. Ông bà bên giao bên tướng của bà số thầy xăm là 86, con cũng xin bà chứng minh và độ cho. Nam mô A Di Đà Phật, để cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc và ngày thứ tư 86486, và con thành tâm xin đón nhận số thầy xăm của bà. Xin bà độ cho số thầy xăm này có cái lộc chiều trúng ngày trúng giờ, để bà con ai cũng được cái lộc may mắn tham khảo mua số theo tờ giấy số theo số thầy xăm. Xin bà thương mà độ cho bà con cô bác trên kênh của con. Nam mô A Di Đà Phật, con thành tâm xin đón nhận số thầy xăm là số 19 419 419 486. Con xin bà độ cho cặp lộc 19 86 có cái lộc lớn ngày thứ tư trùng khớp với đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đêm có miền Bắc miền Trung. Cuối xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà, xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà độ cho 419 486 có cái lộc lớn về trúng ngày trúng giờ, để bà con ai cũng được cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhắc lại cũng cảm ơn tất cả bà con cô bác anh chị em đã ủng hộ kênh trong thời gian qua và xin tiếp tục ủng hộ kênh trong thời gian tới. Nhắc lại cũng thành tâm khấn nguyện xin ban các phước lành đến cho tất cả bà con cô bác xem kênh, thân tâm thường an lạc, gia đạo luôn được bình an, làm ăn luôn được gặp nhiều điều may mắn. Nam mô A Di Đà Phật, con nguyện xin bà thương bà độ bà ban các phước cái lành đến cho cùng thị tươi sinh ngày 10 tháng 2 năm 1975, Vương Thị Xuân, 56 tuổi, Đỗ Thị Cẩm Nhung, Pháp Danh Ngọc Nhung, Lê Thị Thúy Nga, Đạo Phật và Đạo Phật sống được bình an vô sự, tai qua nạn khỏi nghiệp chướng tiêu trừ. Nam mô A Di Đà Phật, quan gia quá giải, làm ăn công việc luôn được thuận lợi. Nam mô A Di Đà Phật, sức khỏe thì an khang. Con cũng nguyện xin bà độ cho tai qua nạn khỏi nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an. Xin độ cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con có cái duyên lành xem video, ai bị tam tai phạm thay tới, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Con cứu xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà đèn trời soi xét, xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà đèn trời soi xét độ ban phước ban lộc cho. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật.